Sao không cứu? Từ đây đến khu du lịch nhiêu anh? À, từ đây đến khu du lịch 20.000 đi 20k. Sao rẻ vậy anh? Em đi anh chơi đam mê. Rồi chở em đi rồi. Anh ơi lộn đường rồi, lộn đường rồi anh ơi, lộn đường. Em, chỗ này có đường. Từ nói Tại cơ ơi, bọn cảnh sát đánh hơi được rồi, không di chuyển bằng ô tô được. Di chuyển bằng ô tô, không di chuyển bằng ô tô được thì di chuyển bằng xe máy. Ngu dữ vậy. Em ngu, em mới làm đệ tử của anh. Chứ em không quên là em làm đại ca anh. Sao mày mất dạy vậy? Em không biết. Chuyển đèn cho tôi đi. Đại ơi. Cái gì từ nói. Đại ơi, hai đứa kia nó trốn lên rồi, chỉ còn con gái với con trai thôi. Mày làm ăn kiểu này mày chết tao chết rồi. Dẫn tụi nó đi. Oh yeah.
场，何必情深一往，昨日人去楼空没微凉，搞不清早知今后。Hôm trước tôi và cô chị dâu đã lên thời sự xem sao, nhưng tôi đã biết trên thời sự đã có những kẻ thanh niên bắt cóc bắt dựa vào những người con nít, và tôi và cô chị dâu đã quyết định phối hợp cùng nhau để đưa mấy bọn bắt cóc lên pháp luật. Bây giờ mình bắt bọn bắt cóc, tao sẽ dựng lên một cái bài. Bây giờ mày nhìn là giống con nít đó, bây giờ tao sẽ cải trang thành con nít để cho nó. Sáng hôm đó tôi cải trang thằng cơ cho thành một thằng con nít, và tôi cho thằng cơ đi ngoài đường. Nó đi ngoài đường và cũng chưa bài cũ thằng xe ôm nó lại, nó cũng rủ thằng cơ đi với cái giá rất là rẻ. Và ngay sau đó chở thằng cơ không theo hướng đường để nó đi khu du lịch, mà lại rẽ sang cái hướng khác trong hướng đó. Anh xe ôm đã chạy qua đường khác và dụ dỗ anh cơ. Trong lúc đó đồng bọn của anh ta đã bay ra và bắt cóc anh cơ như thường lệ. Trong lúc họ đang ăn mừng về việc đã bắt được hai đơn hàng với giá 2 tỷ và họ đang nhảy múa rất là xôn xao kịch tính luôn. Mình diễn chức hay nhất rồi. Đúng rồi, nãy bao diễn sâu luôn nha các bạn.